Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chơi một cái game mang tên là cái gì đây nhỉ? Thị trấn nguy hiểm. Trước mặt chúng ta là một người đàn ông nguy hiểm. Các bạn đã thấy sự nguy hiểm không? Anh ta mặc cái bộ com lê màu đen. Tất nhiên là có thêm một cái caravat màu đỏ nữa. Chúng ta sẽ start. Mở cánh cửa start. Đi vào. Loading. Gì đây? Chúng ta nhà ở cạnh đường quốc lộ à? Đi vào trong nhà thôi. Trong nhà có một cái bức tranh gì đây? Một cái xích đu cho trẻ em chơi à? Thôi đi. Chắc con trai mình vẽ à? Chắc con trai mình vẽ. Ồ, con trai mình vẽ đẹp thế. Nó đang thiếu cái gì ạ? Ở dưới này thì hết rồi. Chúng ta sẽ lên trên vậy. Đi lên. Đi toilet nhở? Tự nhiên tôi muốn đi vệ sinh quá. Cửa toilet bị đóng rồi. Ở đây có gì đây? À, ở đây có một cái đĩa than hả? À, tôi sẽ lấy cái đĩa than. Đúng rồi. Ok, chúng ta sẽ xuống hát hò tí. Mở nhạc. Cho đĩa than vào. Chạy. Nhạc nhỡ bản quyền YouTube thì bỏ mẹ. Không nghe nhá. Các bạn muốn nghe thì tải game về chơi nhá. Thôi mình lên trên xem có cái gì không. Ở đây phòng ngủ, đi ngủ thôi. Chưa khám phá được gì nhiều, đã đi ngủ rồi. What the fuck, cái gì kia? Quái vật. Cái nhà này có quái vật. Chúng ta đang ở thử ngôi nhà để mua thử mà có quái vật ra sao. Đi ra ngoài xem nào. Kiểu này không mua được cái nhà rồi. Ui. Phong tạo, đây có một cái lá bùa này. Lá bùa để làm gì đây? Lá bùa để làm mẹ gì đây? Phòng toilet mở cửa thôi. Quái vật nhà vệ sinh các bạn ạ. Làm tôi nhớ đến một câu chuyện của các anh em VOZ. Oan hồn bên hố xí. Nó không chịu xả nước. Câu thần chú huyền thoại. Đi nhớ xả nước. Đi nhớ xả nước. What? Thôi đi ra đi. Thôi cầm theo cái lá bùa. Xuống dưới có gì không? Dưới nhà chúng ta có một cái gì đây? Một cái gì bằng sắt ạ? Có lấy được không? À, lấy được rồi này. Bức tranh đã chuyển sang kinh dị rồi. Không ổn rồi, ngôi nhà này không ổn rồi. Chúng ta ngôi nhà này như này không ổn rồi, không mua được rồi. Thôi, vào bật điện lên thôi. Nhà này chắc chắn là không mua được rồi. Bỏ thôi. Đập cái nhà vệ sinh này ra thôi. Xả nước thôi. Nhà có con ma đấy. Có con quỷ nó không đi, nó không chịu xả nước. Bắt mình xả nước. Ý là sao? Ý là sao? Ý của mày là sao? Hả, con quỷ kia? Mày ra đây. Thôi mình sẽ tắt điện đi một lần nữa. Ok, đi ra ngoài xem con quỷ nó có xuất hiện không. Mình có cái lá bùa hộ thân rồi. Mày ra đây, con quỷ kia. Sao nó không ra nhỉ? Ui, có chìa khóa rồi. Tắt điện đi, có chìa khóa trong nhà vệ sinh. Lấy cái chìa khóa. Ây, ném cái này ra đã. Lấy chìa khóa, cầm cái lá bùa lên. Đi ra ngoài. Ok. Mở cửa, ok. Bật đĩa lên. Đi thôi. Mày. Ok. Lần này tôi đã làm tốt hơn rồi. Chúng ta ném cái lá bùa ra, con quỷ nó gặp lá bùa nó chết. Ghê vãi trưởng thề. Thôi chuồn thôi. Đi thôi, đi thôi. Mở cửa. Ok. Mình sẽ đi đâu đây? Mình đi kiếm nhà khác à? Nhà đấy không ổn rồi, đi kiếm chỗ ở khác thôi. Ok, có một cái lối. Ô, mình đi xuyên qua con hẻm này. Đây có ô tô này. Có đi được không? Không có chìa khóa. Đi kiếm chìa khóa ô tô. À, ok, đi vào khách sạn. Ủa, what the hell, cái gì đây? Mất điện rồi. Ơ, mình vào trong phòng này có gì không? Bị khóa cửa rồi. Đi kiếm chìa khóa. Lầu 2 có chìa khóa không? What, khóa cửa rồi. Lên tiếp. Khóa mẹ hết cửa rồi.
À, chúng ta lấy được cái ở chỗ lễ tân có chìa khóa, mình không lấy. Mẹ, tốn bao gian. Lên trên xem cái chìa khóa này mở được phòng nào. Không mở được phòng này. Mở được phòng lầu 3 không? Ồ, đây rồi, có lấy được cái gì này. Lại lấy thêm được một cái gì đó. Để xem nó mở được phòng nào. Ok. Ồ, mở được lầu 2. Có gì không? Không, không có gì cả. Mở được lầu 1 không? Ấy, mở được lầu 1 luôn này, lấy được cái chùm chìa khóa. Đây, mình sẽ bật điện. Mà cái đầu của ông bảo vệ này. Đây là phòng bảo vệ, ông bảo vệ bị làm sao rồi á? Mình phải đi kiếm ông bảo vệ thôi. Bật điện lên. Đi kiếm ông bảo vệ. À, thang máy chắc hoạt động rồi, có điện rồi mà. Vào thang máy. Đi kiếm ông bảo vệ thôi. Lên lầu 4 à. Ok, chúng ta lầu 4 bị đóng cửa rồi mà, lên lầu 4 xem ông bảo vệ ông đâu. Bác bảo vệ ơi, bác đâu rồi? Tại sao chỉ còn lại cái đầu, thần sao bác đâu? Không ổn rồi, chúng ta phải kiếm được lá bùa, không là ông bảo vệ ông sẽ cắn mình. Đây, mình có kiếm được một cái lá bùa đây rồi. Chúng ta sẽ lấy cái lá bùa này, ok. Một cái lá bùa ở lầu 2. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ok. Ném cái lá bùa đây. Ê. Ui, ông mất đầu. Chịu. Lấy được cái gì đây? Chúng ta lấy được một cái gì đấy. Đi xuống dưới đợi. Đi xuống tầng hầm. Dưới tầng có vết máu này, ông bảo vệ chắc bị giết ở dưới này rồi. Đây, ông bị giết ở dưới này. Chúng ta lấy được một cái chìa khóa rồi. Cái thị trấn này nguy hiểm thiệt, toàn giết người không. Mình đi ra chỗ ô tô mình đi thôi. Rời khỏi thị trấn này thôi. Thị trấn này bây giờ quá nguy hiểm rồi. Đi thôi, let's go. Mình đi đâu đây? Trở về quê, không mua được nhà ở thành phố rồi, đi về quê thôi. Nói khó cả vợ con vậy. Bố là bố không mua. Ê. Mình gây ra tai nạn giao thông rồi. Chết mẹ. Anh ơi, anh tỉnh dậy đi anh ơi. Anh ơi. Chết cha, đi tìm người giúp, đi tìm người giúp. Ở đây có ai không? Cứu tôi. Không phải người quỷ các bạn ạ, chạy thôi. Đầu chân tay mỗi thứ một nơi. Ghê quá. Chuồn 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 chuồn. Chuồn. Ô. Không đi được qua đây. Chỗ này đang bị dịch bệnh rồi. Nó không cho mình đi qua đây. Chỗ này bị dịch bệnh rồi. Mình sẽ đi ngược lại. Đang bị dịch bệnh zombie rồi. À, có đường vào rừng này. Ngon. Mình sẽ đi xuyên qua rừng để đi về nhà thôi. Tìm cách đi về nhà thôi chứ chả lẽ bây giờ lại. Tìm cách đi về nhà thôi, dịch bệnh rồi, cứu vợ cứu con chứ bây giờ. Có một ngôi nhà, hay đây nhà mình. Ngôi nhà này cũng bị dịch bệnh rồi. Có cái vấn đề gì đấy ở trong ngôi nhà này mà mình phải tìm kiếm, tìm hiểu. Cánh cửa bị khóa rồi. Chiếc tivi. Mình lấy được một cái đèn pin. Khá là hay ho ấy nhở. Ok. Ôi ông này, cái dịch bệnh này toàn đầu lìa khỏi người đúng không ạ? Quỷ ám ấy. Lầu 2 có gì không? Thôi tắt đèn pin đi, mặt đèn cho dễ nhìn. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có gì không? Chúng ta lấy được một viên ngọc màu xanh hả? Cầm lên. Một viên ngọc màu xanh. Còn gì ở đây không? Mắc kẹt rồi, không xuống rồi. À đây, ra ngoài.
Một viên ngọc màu xanh. Ơ, cánh cửa mở được không? Cửa bị khóa rồi. Bức tranh, chúng ta xem bức tranh đi. Siêu thị này. Một cái bức tranh. À, ngôi nhà nhỏ ở đây. Ngôi nhà nhỏ. Chắc chắn ngôi nhà này còn có con quỷ đó chúng ta. Ơ, trong này có gì đây? Có một cái loại mật khẩu gì này. Mình phải kiếm được thông tin đã. Ây, có một viên ngọc màu vàng này. Sao nó lại cho mình hai viên ngọc nhỉ? Một màu xanh, một màu vàng. Một viên ngọc để làm gì? Ý là sao? Đây. Chỗ này có lẽ rằng sẽ có mật khẩu. Để tôi sẽ đọc. Đọc cái chó được toàn tiếng Trung này. À đây, 9298 rồi. Không cần đọc mọi người ạ. 9298, ok. Tắt điện đây. Mày cứ bật điện lên ma quỷ nó xuất hiện rồi. 9298, ok. Chịu. Đấy, mở ra rồi. Vào trong. Ơ, ý là sao? Mà được lấy được cái gì không? Ơ, tôi mở được cái két sắt, lấy được cái gì, chìa khóa chăng? Ơ, chắc là chìa khóa đấy. Vào được phòng này rồi. Vào phòng này thôi. À, ấy, đúng, chìa khóa thiệt. Ui, giật cả mình, trong này có một cái bộ xương mọi người. Ghê vậy. Thôi đóng lại. Chúng ta cần cần lửa để đốt cái ngọn nến các bạn ạ. À, chắc cái phòng ở dưới này bây giờ vào rồi đấy. Ok. À, ở đây có một cái. Ui, có tiếng gì đấy? Đây, có bao diêm đây. Ok, lấy được bao diêm. Một cái vòng bắt ma. Chúng ta có một cái vòng bắt ma ở đây. Cần 4 viên ngọc. À, mình lấy được mấy viên rồi nhỉ? 1 viên, 2 viên. Mình còn thiếu một viên ngọc màu đỏ nữa chăng? Một viên ngọc màu đỏ, một viên ngọc màu xanh. Đi lên trên thôi. Đi lên trên đốt. Ôi, con quỷ. À, con quỷ nó bắt đầu nó xuất hiện rồi. Chuồn 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 chuồn. Đây, mình sẽ đốt. Đốt đi. Đốt. Ok. Ơi, lấy được viên ngọc màu đỏ rồi. Hay lắm. Đi ra ngoài thôi. Ôi. Ôi, mình mở được vòng bắt quái rồi. Nãy mình đi ở góc cuối tường kia mới lấy được viên ngọc màu xanh các bạn ạ. Ma này chứ. Tốn bao giàn. Ok, bây giờ mình sẽ dụ con quỷ nó xuống chỗ này. Là được, là ngon. Đi xuống dưới chỗ góc tivi vừa nãy ấy, thì mới thấy được cái viên ngọc cuối. Từ từ dụ con quỷ. Dụ nó xuống. Dụ nó xuống. Mày vào đây. Ôi. Chết cha mày đi. Ơ. Mày chết chưa? Ok, phải đợi một lúc mọi người ạ. What the fuck? Nãy tôi vội quá, tôi đâm đầu vào. Đợi một lúc cho cái chìa khóa nó hiện ra. Mình lấy được cái chìa khóa đấy rồi. Đi ra ngoài rồi. Chuồn chuồn thôi. Mở cửa chuồn thôi. Thôi đi thôi. Chắc là cái đoạn kia mọi người bị giết hết rồi, bị quỷ giết hết rồi. Đây cái đoạn dưới này. Đấy, biết ngay mà. Thôi, chuồn. Chuồn khỏi nơi này. Gì? Hết game rồi. Một game khá thú vị chứ. Ok, thế nhá. Thanks for watching. Bye bye.